Vâng, chào các bạn. Chúng ta ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2018, chúng ta lại có mặt ở đây, ở ngay trước cửa Đại sứ quán của Cộng hòa Séc tại Berlin. Và đây là một tòa nhà rất là cổ, cũng từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức được xây dựng. Và đây như là một cái truyền thống của những cái nước mà thuộc chế độ xã hội chủ nghĩa cũ. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc bây giờ đã chuyển đổi thành một thể chế dân chủ, và tại đó đã có rất là nhiều những cái đảng phái khác nhau tham gia. Và trong thời gian gần đây thì chúng ta đã chứng kiến những cái diễn biến rất mới từ Cộng hòa Séc, đó là việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin và sau đó được đưa sang thành phố Brno thuộc Séc và đưa tiếp sang Bratislava để bay về Việt Nam. Và trong một thời gian ngắn, chúng ta đã chứng kiến tiếp những cái diễn biến tiếp theo của chính trường Cộng hòa Séc, đó là việc ông cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Séc đã tuyên bố Việt Nam là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Quốc gia này đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu cho họ. Và tại sao lại có cái điều này? Và chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu xem sao. Và trong cái chương trình phát thanh vào ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Đài Phát thanh Praha, Cộng hòa Séc có một bài tường thuật về việc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc quyết định ngừng cấp visa lao động dài hạn cho người Việt Nam. Và ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và đồng thời ông là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, ông Lubomir Saura cho rằng Việt Nam là trung tâm, là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Trích nguyên văn: quốc gia này đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu. Ông phát biểu trong một phiên họp của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hôm thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018. Và ngay sau phát biểu này của ông thì phía Việt Nam đã có phản ứng và bác bỏ điều đó. Tuy nhiên, thực tế truyền thông của Đức cũng như của Slovakia và Cộng hòa Séc trong thời gian vừa qua đã liên tục đưa những cái tin rất quan trọng và rất khác so với truyền thông trong nước đã đưa, đó là việc những người Việt Nam, những người trẻ của Việt Nam đã sang Cộng hòa Séc, và từ đó nhiều người cũng làm ăn kinh doanh, nhưng mà cũng một bộ phận không nhỏ họ đã đi sản xuất chất ma túy và từ đó để đưa vào tiêu thụ tại Đức. Và điều đó đã làm cho giữa Đức và Cộng hòa Séc là có một cái vấn đề rất lớn, đó là việc mà cái khởi điểm để sản xuất những chất ma túy này lại đặt nằm ở Cộng hòa Séc. Trong đó thì những người Việt Nam và những người Trung Quốc là những người chủ yếu đã làm chủ cái đường dây sản xuất và tiêu thụ những cái chất ma túy Krista này. Và hiện nay cảnh sát Đức cũng như cảnh sát Séc đang rất vất vả để đối phó với cả những người đó. Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc cũng cho biết là việc sản xuất chất ma túy tổng hợp Krista là vấn đề chính của quan hệ song phương giữa Đức và Séc. Và ông nói thẳng là cái việc sản xuất này đã được tổ chức bởi các băng nhóm người Việt và người Trung Quốc tại đây. Ông cũng nói rằng phía Việt Nam cho đến nay đã không có biện pháp gì để giải quyết vấn đề. Và ông nói, trích nguyên văn, Việt Nam đơn giản là tổ chức tội phạm. Khi tôi có mặt ở Hà Nội và Sài Gòn, những người Việt bình thường đã xin lỗi tôi là tội phạm đã được đưa sang Cộng hòa Séc bằng cách này. Tức là ông giải thích là vào năm 2017 thì có tại Cộng hòa Séc có ký một cái hiệp định giữa Séc và Việt Nam để đưa lao động của Việt Nam sang Séc làm việc với visa nhiều ngày. Tuy nhiên, những cái visa này đã bị sử dụng một cách bừa bãi, và những cái người muốn sang làm việc thì họ đã phải trả những khoản tiền rất lớn cho đội ngũ cò mồi cũng như môi giới, lên tới 20.000 đô la một người để được sang đến Cộng hòa Séc. Và đến nơi thì họ sẽ thấy những cái cuộc sống ở đó không như đã hứa trước đó, và họ phải đi làm rất vất vả. Mà để trả được số tiền này thì họ phải làm tất cả mọi việc, mà trong đó cái việc họ làm nhiều nhất và nhiều người phải làm đó là sản xuất chất ma túy hoặc là trồng cần sa ở những cái nước này. Cảnh sát Đức cũng như là cảnh sát Séc đã bắt được liên tục những cái băng đảng, những cái nơi trồng cần sa và những nơi sản xuất ma túy đó. Sau cái tuyên bố của ông cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc được đưa ra thì kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2018 đã Cộng hòa Séc đã ra lệnh chấm dứt cấp những cái visa lao động dài hạn cho các lao động Việt Nam từ Việt Nam sang Séc làm việc. Để họ tiếp tục điều tra, và cái việc đình chỉ cái cấp visa dài hạn này, lao động dài hạn này thì chưa biết đến lúc nào sẽ kết thúc và được khởi tạo lại. Điều này đã làm cho rất nhiều người Việt Nam, những người lao động thực sự muốn sang châu Âu, sang Cộng hòa Séc để làm việc đã gặp phải những cái trở ngại rất lớn, bởi vì họ đã vay mượn, họ đã tìm nhiều cách để đi sang được đến Cộng hòa Séc hoặc là chuẩn bị làm thủ tục đó, thì cuối cùng là họ đã không được đi tiếp, và nó
Không những thế mà đây là gây ra cái tiếng, cái thiệt hại rất lớn về mặt chính trị. Tức là đối với Séc và những cái nước khác thuộc châu Âu thì Việt Nam hiện nay là một đất nước khá nguy hiểm. Tức là họ đã nói rõ là trên đấy là trên báo chí họ nói rõ, và ngay cả ông cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc cũng nói rõ thì Việt Nam là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Và ngoài ra trong vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì Cộng hòa Séc cũng là nơi tổ chức hậu cần cho cái việc bắt cóc này. Cụ thể đó là việc ông Nguyễn Hải Long là một bị cáo trong vụ án này là có một cái cửa hàng chuyển tiền, đổi tiền ở trong cái khu chợ Sapa của người Việt ở Praha, và ông ta đã tham gia vào cái việc bắt cóc này bằng hình thức là thuê xe cho mật vụ Việt Nam để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về. Và trong tòa án thượng thẩm vừa qua ở Berlin cũng đã xử, và chúng tôi cũng đã tường thuật thì ông Nguyễn Hải Long đã có bị một cái án là 3 năm 10 tháng bởi vì ông ấy được giảm nhẹ, với tình tiết giảm nhẹ là đã nhận tội trước cơ quan tư pháp của Đức, là ông ấy ta biết có cái kế hoạch bắt cóc đó và ông ta vẫn tham gia. Và tuy nhiên cái tội của ông nếu mà không nhận thì vẫn có đủ bằng chứng để kết tội ông với tội có thể gấp đôi hơn, tức là đến 7 năm. Nhưng vì ông ấy nhận tội, ký ông nhận tội vào cho nên là ông có được giảm một nửa, như vậy là còn khoảng 3 năm 10 tháng. Và ngoài ra thì ông Trung tướng Đường Minh Hưng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh của Bộ Công an Việt Nam cũng trong một cái dịp sang Berlin vào đó, thời gian đó để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, để tổ chức với bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì sau khi bắt cóc xong thì tối ngày 23 tháng 7 năm 2017 thì ông ta đã về lại Cộng hòa Séc và tới khu chợ Sapa, và tại đó, tại một cái nhà hàng tên là Sen ở Praha, ông ta đã tổ chức liên hoan cùng với cả những cái người mà tham gia hỗ trợ bắt cóc, đó là ông Đào Quốc Oai, ông Lê Anh Tú, Nguyễn Hải Long và nhiều người khác nữa. Và cảnh sát Đức cũng như cảnh sát Cộng hòa Séc tiếp tục đưa ra điều tra. Bên cạnh đó thì trong những phiên tòa vừa qua thì ông Vũ Đình Duy cũng là một cái người đang trốn chạy cái sự truy sát của Việt Nam sang bên châu Âu này, cũng đã khai ra trước tòa rằng ông ta rất thân thiết với ông Đào Quốc Oai cũng như ông Nguyễn Hải Long tại Cộng hòa Séc, và ông ta cho rằng là ông Đào Quốc Oai có cổ phần trong khu chợ Sapa của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Và chính vì vậy là khu chợ này trong thời gian vừa qua và thời gian tới chắc chắn sẽ nhận rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh cho bà con người Việt Nam ở đây, bởi vì chính quyền của Cộng hòa Séc và cảnh sát Séc sẽ để ý theo dõi và sẽ có nhiều cái kiểm tra kiểm soát hơn về từ hàng hóa cho đến người làm. Và đây là cái điều thiệt hại rất lớn sau cái vụ bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra tại Berlin. Cũng trong khu chợ Sapa này thì có một nhân vật rất nổi đó mà truyền thông chưa nói đến, chưa nói nhiều, đó là ông Hoàng Đình Thắng. Đây là một cái người Việt Nam được giao quản lý khu chợ này, và ông ta không phải chỉ là một doanh nghiệp mà ông ta còn là một nhà chính trị của Cộng sản, của Đảng Cộng sản Việt Nam, với việc ông ta được kết nạp vào ủy viên trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Và đây là một chức danh của một cái cơ quan như là một bàn tay nối dài của Đảng Cộng sản nằm ở Cộng hòa Séc. Chắc chắn rằng trong thời gian tới, cảnh sát Séc cũng như cảnh sát Đức và nhiều cái bộ phận khác, họ sẽ tiếp tục điều tra và tìm hiểu thêm về nhân vật này, khu chợ Sapa, cũng như là những cái người bà con cộng đồng Việt Nam đang sinh sống tại Séc trong thời gian tới. Vâng, chúng ta đứng trước cửa của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Berlin, và từ đây cho đến trung tâm cũng không xa, từ đây đến chỗ cái khu vực mà ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc cũng không xa. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái thời gian tới, những cái thông tin mà thời báo chúng tôi truyền tải để làm rõ hơn cái vụ việc xảy ra tại châu Âu và để phục vụ các bạn. Vâng, Trung Khoa Thời báo.d từ Cộng hòa Liên bang Đức tường thuật ngày hôm nay tại Berlin 17 tháng 8 năm 2018, và hẹn gặp lại các bạn vào trong buổi tường thuật lần sau. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây vào buổi chiều sau cái phiên tòa xét xử ông nghi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long vào ngày 24 tháng 7 năm 2018. Và tại phiên tòa buổi chiều thì đã có đọc bản đề nghị mức án của Viện Công tố Liên bang Đức đối với nghi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long, đó là mức án 4 năm tù. Và bên cạnh đó thì bên cạnh tôi có luật sư Slakenhoff của ông Trịnh Xuân Thanh,
đã đọc cái bản tường trình của bà về mức án này, và sau đó thì cũng có cái lời nói của ông luật sư của ông Nguyễn Hải Long, và cuối cùng là ông Nguyễn Hải Long trực tiếp cũng đã chấp nhận một cái đề xuất của luật sư thân chủ của mình. Vậy tôi cũng xin đây nhân gặp bà luật sư Slack & House của ông Trịnh Xuân Thanh thì chúng tôi cũng sẽ có những câu hỏi, và khán giả các bạn cũng có thể hỏi, đưa những câu hỏi để bà cũng có thể trả lời cho chúng ta ngay lập tức, ngay lúc này. Vâng, đầu tiên tôi sẽ hỏi bà luật sư trước. Ich habe keinen konkreten Antrag über die Höhe der zu verhängenden Strafe gestellt, weil ich das nicht als Aufgabe des Geschädigten finde. Das ist Aufgabe des Gerichts. Für meinen Mandanten und für mich ist wichtig, dass festgestellt worden ist, A, er ist entführt worden, B, es war der vietnamesische Geheimdienst und dass das nicht rechtens war. Bà nói rằng đối với bà, với những cái bản án này thì đương nhiên là ông ấy là người phạm tội thì ông cũng phải có những cái bản án nhất định. Tuy nhiên đối với bà, cái quan trọng nhất là cái việc mà phía mật vụ Việt Nam, phía Việt Nam đã dùng cái biện pháp bắt chứng minh rằng các Việt Nam đã dùng cái biện pháp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về một cách bất hợp pháp để làm những công việc này. Was jetzt den Angeklagten, den Herrn Long, für eine Strafe erwartet, das muss das Gericht in der Höhe feststellen. Mir ging es darum festzustellen, kein Staat darf jemand gewaltsam aus einem anderen Staat entführen. Und das ist heute festgestellt worden durch die Beweisaufnahme und auch in den Plädoyers, dass das eine Handlung war, die nicht geht. Die nicht geht für keinen Staat. Nirgends. Vâng, đối với bà, luật sư cũng nói rằng là với bà những cái bản án đó đối với bà cũng quan trọng. Thế nhưng mà qua cái việc này thì lại cái chứng minh rằng, và còn là một lời cảnh báo rất mạnh mẽ đối với chính phủ Việt Nam rằng không thể dùng những cái biện pháp bất hợp pháp như vậy để bắt cóc một cái người là thân chủ của bà đưa về trong nước mà không thể bị trừng phạt. Và cái điều đó đã diễn ra, đó là những cái phiên tòa rất cụ thể ngày hôm nay, và có những cái phán quyết trên cơ sở những cái nhân chứng, vật chứng của rất là nhiều người đã đến khai trong buổi ngày hôm nay. Es gibt sicher Personen, die weitaus mehr Schuld auf sich geladen haben im Zusammenhang mit dieser Entführung als der hier angeklagte Herr Long. Ja? Aber er muss sich eben halt auch vorwerfen lassen, dass er sich daran in irgendeiner Weise beteiligt hat. Aber wie gesagt, die Höhe des Strafmaßes, dazu möchte ich mich nicht äußern, weil es ging mir nicht darum, dass er jetzt möglichst hoch verurteilt wird. Das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen war immer festzustellen, das ist ein Unrecht, was passiert ist, und das soll eine Wirkung haben, dass sowas sich nicht wiederholt und dass natürlich auch Vietnam daraus Konsequenzen zieht. Vâng, cái mong muốn của tôi trong sau cái phiên tòa này là không phải là để làm một mức án hoặc đề xuất một mức án thật cao cho cái ông Nguyễn Hải Long trong cái vụ án này, mà đối với tôi thì tôi muốn chứng minh rằng và cho mọi người thấy rằng một cái nhà nước pháp quyền ở đây, và khi có những cái trường hợp xảy ra như vậy sau này sẽ không diễn ra nữa, và đây là cái điều mà chúng tôi rất mong muốn. Und noch andere Fragen. Was haben Sie nach den vor dem Gericht schon gesagt über Trịnh Xuân Thanh, besonders am Ende des Texts? Was haben Sie für Vietnam Forderung von Trịnh Xuân Thanh? Ich habe Folgendes gesagt, dass ich hoffe, dass die vietnamesische Führung aus dieser Geschichte lernt, die entsprechenden Konsequenzen zieht und den diplomatischen Konflikt mit Deutschland jetzt beendet, indem sie eine Lösung findet, die auch meinen Mandanten betrifft. Câu hỏi vừa qua vừa xong là trong cái bản đọc trước tòa vừa cuối cùng mà bà đã đọc, thì bà đã có nói cái phần yêu cầu thế nào đối với chính phủ Việt Nam trong cái phiên tòa này đối với ông Trịnh Xuân Thanh, và bà nói rằng là tôi rất mong muốn rằng là qua những cái phán xử, phép xét xử những ngày hôm nay và những ngày qua, cho phía Việt Nam biết rằng là một nhà nước pháp quyền như vậy, và những cái người mà có làm những cái động tác và hoặc là những cái việc mà bất hợp pháp, mà vi phạm pháp luật trầm trọng như vậy, nghiêm trọng như vậy thì sẽ bị trừng trị bất kể là ai, kể cả đấy là một nhà nước, đó là nhà nước Việt Nam. Vâng, mà anh hỏi xem bạn đọc, xin bạn đọc đặt câu hỏi. Một bạn đọc hỏi là ist noch drauf? Về Trịnh Xuân Thanh thì sao? Trịnh Xuân Thanh có sang đây được không? Eine Leser hat gefragt, an Frau Schang hat gefragt, ist das Trịnh Xuân Thanh möglich ist hier gekommen oder nicht? Một người bạn đọc đã nói rằng là Trịnh Xuân Thanh có thể sang nước lại được hay không?
Ich hoffe das, ja, aber es liegt nicht in meiner Hand. Das liegt in der Hand von zwei Staaten im Prinzip, von Deutschland und Vietnam. Ja. Ja, und vielleicht auch noch in der Hand der Europäischen Union. Bà ấy nói rằng là bà cũng rất hy vọng là điều đó xảy ra. Tuy nhiên cái việc này là phụ thuộc vào cái hai cái nhà nước khác nhau, đó là nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và nhà nước Việt Nam, và cũng có thể là phụ thuộc vào cả vài cái vào cái liên bang liên tức là cả cái Liên hiệp Châu Âu này nữa. Bạn nào khác hỏi? Danke schön für Ihr Interview und dann wir werden das morgen sehen, das richtig verurteilen. Chúng tôi rất cảm ơn đã có cái trả lời của bà luật sư và gửi lời chào đến Việt Nam, cũng như là chúng ta sẽ chờ đợi cái tức là chờ đợi cái phán quyết cuối cùng của tòa vào ngày mai lúc 15 giờ cũng tại đây, và chúng tôi thời báo.de sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn những thông tin gần nhất, nhanh nhất và cụ thể nhất. Xin cảm ơn.